anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa của Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm A. Mời anh chị em đứng chúng ta lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó riêng ngươi và nó thôi nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em nếu nó không nghe lời ngươi hãy đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng nếu nó không nghe họ hãy trình với cộng đoàn và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, cha thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh thầy thì thầy ở giữa những người ấy anh chị em thân mến. Nhạc sĩ Thông Vi Vu, tức Đức Cha Du Xe Vũ Duy Thống, đã dệt lên tâm tình về sự cần thiết của đời sống cộng đoàn. Con chỉ là giọt nước, giữa lòng biển cả mênh mông. Một mình sao có thể tưới mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dấu trắng, nhẹ dìu câu hát ngân nga một mình con không thể dệt lên bài tình ca. Con chỉ là hạt nắng phiêu bạt miền trời xa xôi. Một mình con không thể chiếu sáng muộn nẻo đời. Con chỉ là cánh én nhìn trời cao vút thanh thang. Một mình con không thể làm nên cả mùa xuân. Vâng, thưa anh chị em một mình con không thể chúa biết điều đó bởi con người bất toàn khả năng thì giới hạn thế mà chúa lại mời gọi con người hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân làm cho muôn dân trở thành môn đệ của chúa công việc quá trọng đại phải không anh chị em và quả thật đúng là một mình con không thể cho nên chúa đã thiết lập hội thành một cộng đoàn duy nhất trong đức tin và chỉ có hội thánh này mới có thể chu tất sứ mạng được giao phó mới có thể tiếp tục công trình cứu chuộc của Chúa trên trần gian cho tới ngày Chúa quang lâm. Thưa anh chị em, tập thể tính thuộc về bản chất của giáo hội, bởi nền tảng của giáo hội là tập thể các tông đồ đức tin mà giáo hội tuyên xưng và loan truyền là đức tin tông truyền từ tập thể các tông đồ trong sự duy nhất. Chính nơi giáo hội Chúa đã đạt để cho kho tàng ơn cứu rỗi như công đồng Vaticano thứ hai đã minh định. Chúa Kỳ Tổ đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ giáo hội thánh thiện của người nơi trần gian một cộng đoàn đầy niềm tin cậy mến như một cơ cấu hữu hình nhờ đó người thông truyền chân lý và ân sủng cho mọi người. Đặc biệt thưa anh chị em, giáo hội mời gọi người giáo dân tham gia vào công việc của giáo hội vì chính Đức Kitô sai phái họ. Người giáo dân chúng ta có chỗ đứng trong giáo hội không phải vì tham dự vào các chức vụ của hàng giáo phẩm, nhưng là nhờ tham dự vào chức vụ của Chúa Kitô. Do đó, người giáo dân có bổn phận tư tế, tiên tri và vương đế. Cho nên công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế Lumen Gentium đã minh định qua phép rửa các Kitô hữu được nhập hiệp vào thân thể của Chúa Kitô và trở nên dân Chúa. Người giáo dân được tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Đức Kitô để thực thi sứ mệnh của toàn dân trong giáo hội và trong thế giới theo phần vụ riêng của họ. Họ thực thi sứ mệnh của toàn dân Chúa. Chính vì thế, họ là giáo hội. Do đó, thưa anh chị em, đừng có ai trong chúng ta tưởng rằng mình có thể được cứu độ khi tự tách rời ra khỏi đời sống giáo hội và coi mình như là một khách bảng quang đứng bên lề được. Bởi Chúa đã khẳng định ở đâu có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy, có Thầy ở giữa họ. Điều đó cho chúng ta thấy cộng đoàn đóng vai trò quan trọng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Các buổi quy tụ lại để cử hành phụng vụ hoặc để thực hiện việc tôn thờ Thiên Chúa là điều cốt yếu của đời sống đức tin. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh các nghi lễ theo bản chất phải được cử hành chung với sự tham dự đông đảo và tích cực của giáo dân. Vì thế nên nhớ rằng mỗi khi có thể phải dành ưu tiên cho việc cử hành cộng đồng hơn là cử hành một mình hoặc gần như riêng tư. Nhiều người vì thờ ơ lãnh đạm với đời sống đức tin nên thường biệt minh đạo tại tâm để trốn tránh việc cùng cử hành phụng vụ hoặc cử hành các việc đạo đức chung với cộng đoàn, với người khác. Anh chị em, nên nhớ không có đạo tại tâm. Bởi đạo là đường, đường dẫn đưa con người đến gặp gỡ một đấng làm cho con người đạt tới sự toàn thiện quan niệm đạo tại tâm chỉ là một sự lừa bịp lương tâm bởi vì tự tâm chúng ta không thể và không có khả năng kiến tạo được sự toàn thiện để có thể đạt tới hạnh phúc đích thật vì tự thân chúng ta là kẻ bất toàn yếu đuối và hay chết đức kỳ tô đến mặc khải con đường dẫn tới sự sống đời đời con đường của sự gặp gỡ với thiên chúa và gặp gỡ với tha nhân chính sự gặp gỡ này làm cho chúng ta khám phá ra giá trị của cuộc sống và hiểu được sự cần thiết của mỗi giây tương thân tương ái và chúng ta cũng nhận ra rằng trên con đường dẫn tới sự gặp gỡ không có một ai đơn độc không một ai bước đi một mình nhưng luôn bao gồm nhiều người và cùng với người khác. Bởi thế, đạo dẫn tới sự sống được gọi là đạo của niềm vui, của sự hoan lạc, niềm vui được dệt lên bởi sự hiện diện của cộng đoàn. Một mình đơn lẻ không thể làm nên niềm vui, thưa anh chị em. Sự kết nối các tâm hồn cùng nhau hướng tới sự thiện hảo là điều kiện để Chúa hiện diện và chỉ có sự hiện diện của chúa chúng ta mới có thể hiểu được đạo là gì và tại sao chúng ta cần phải thuộc về giáo hội trong thời đại hôm nay thưa anh chị em chúng ta đang đối diện với những thách tố nghiêm trọng khiến chúng ta nghĩ rằng chỉ có sự can thiệp từ trên cao mới có thể giúp cho chúng ta tìm thấy lại được sự bình an trong cuộc sống sự can thiệp từ trên cao đến được từ những lời cầu nguyện được kết nối bởi những con người cùng tin vào Chúa Kitô và cùng nhau cầu nguyện. Một trong những hình thức kết nối mang lại nhiều hiệu quả nhất đó là việc đọc kinh chung trong gia đình. Vì thưa anh chị em, gia đình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa sứ mệnh trở nên tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Gia đình sẽ chu toàn được sứ mệnh đó nếu gia đình tỏ ra như là một đền thờ của giáo hội ngay trong nhà của mình nhờ yêu thương nhau và cùng nhau cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa lời tụng ca. Đức Thánh Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị cũng đã khẳng định tầm quan trọng của việc đọc kinh chung trong gia đình. Bởi khi các thành viên trong gia đình cùng đưa mắt hướng về Đức Kitô, cũng sẽ tìm lại được khả năng nhìn thẳng vào mắt nhau, tỏ tình liên đới, tha thứ cho nhau và nhìn thấy giao ước của tình yêu mà họ đã ký kết được đổi mới trong thần khí của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến. Vì thế việc cầu nguyện chung với nhau là Điều cốt yếu và cần thiết trong đời sống Kitô hữu của chúng ta bởi một mình chúng ta không thể. Bởi vì một mình chúng ta không thể dệt lên được bài tụng ca phù hợp với Thiên Chúa. Lạy Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã quy tụ chúng con vào trong giáo hội và làm cho chúng con trở thành một cộng đoàn đức tin và đức ái. Xin cho chúng con khám phá ra vẻ đẹp của đời sống cộng đoàn để chúng con không thờ ơ với các công việc chung của đời sống giáo hội. Xin cho chúng con ý thức được rằng để được cứu độ chúng con cần phải nhờ đến cộng đoàn và phải gắn bó với cộng đoàn mà chúng con thuộc về, tức giáo xứ nơi chúng con sinh sống. Amen.